chào tất cả cô chú, bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xế Hộp. Và ngày hôm nay Đạt Xế Hộp sẽ review tất cả chi tiết hai chiếc xe tải trọng nó thấp. Một chiếc Tower 750A tải trọng 6 tạ rưỡi, một chiếc Tower 950A và tải trọng đó là tầm 8 tạ hơn. Thì hai chiếc này rất là phù hợp với cô chú bác đang kinh doanh khởi nghiệp. Hai chiếc đều cùng đời 2016. Một chiếc Tower 6 tạ rưỡi này thì nó có mức giá đó là 122 triệu đời 2016 và đã được lót sàn rồi. Còn chiếc xe Tower 950A này đã được lót sàn và điều hòa cũng như là máy Suzuki. Đó, thì hai chiếc xe này rất là thích hợp, có giá là 175 triệu chiếc xe này. Còn đây chiếc xe này là 122 triệu cùng đời 2016. Và chúng ta đi chi tiết vào hai chiếc xe này của chú bác anh chị nhá. Xe biển 19, biển rất là đẹp luôn. Đó, thì nói chung là về dòng Tower này thì kinh doanh với lại Thaco Trường Hải thực sự chạy nó cũng rất là tốt và êm. Nó cũng không giống, nó khác với những cái dòng xe, nó chắc chắn hơn những cái dòng xe tàu khác và tốt hơn, nó ưu ái hơn là của những cái dòng xe khác như Đông Ben. Thì Đông Ben cũng đi tốt, nhưng mà cái dòng Tower thì dường như nhiều người ưa chuộng nhiều hơn. Đây, 2016 và nội thất thì như xe con vậy. Đây, chân côn đây. Đó, cô chú bác nhìn này. Đó, rất là nhỏ nhắn, xinh xắn, đẹp đấy ạ. Thì chiếc xe này thì có cái phần chiều dài cũng như là chiều cao nó cũng bình thường thôi, phù hợp để chở hàng nhẹ, chở biển quảng cáo hoặc là sơn xi nhỏ gọn, lốp lát đẹp. 2016 mà, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Và em nghĩ là với tầm tiền nó tầm 122 triệu thì hoàn toàn là thích hợp để chúng ta kinh doanh cũng như là thu hồi vốn rất là nhanh. Chúng ta mua xe tải chúng ta kinh doanh mà. Đó, đấy, thì đó là về dòng Tower 6 tạ rưỡi 122 triệu. Có xe này thì với chiều cao và chiều dài nó dài hơn rất là nhiều, chiều cao hơn, có thể chở đồ thờ rồi là nhiều hàng hóa khác. Thì chiếc xe này là máy Suzuki rồi nhá, máy Suzuki rồi cho nên là rất là tốt. Đây, gầm bệ đây. Đó, gầm đấy. Lót sàn điều hòa và máy su đấy. Thì đó là hai chiếc xe ngày hôm nay báo giá với cô chú bác anh chị. Thì nếu cô chú bác anh chị đang tìm kiếm một chiếc xe như này, hãy alo ngay tới số điện thoại hiện trên màn hình 0973950666 hoặc 0975672888 để được hỗ trợ chi tiết và tư vấn miễn phí. Cảm ơn tất cả cô chú bác anh chị, hãy đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho nhiều người cùng xem hơn. Rất là cảm ơn cô chú bác. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú bác trong những video clip tiếp theo.